Sáng nay tôi có nghe đồn một cái thông tin là siêu mẫu đã bỏ trốn. Khoảng 5 giờ mấy 6 giờ gì đó là siêu mẫu bỏ về rồi. Hôm nay là rất là tiếc là phải dậy rất là sớm, từ tầm mờ sáng 5-6 giờ để mà quay trở lại Sài Gòn. Rất là tiếc không thể ở lại tiếp tục hành trình này buổi sáng nay. Hẹn gặp mọi người sắp tới nha, bye bye. Bây giờ Sài Gòn chạy xô. Rồi bây giờ hả? Chưa ai dậy hết. Chắc là lâu quá rồi đi làm mệt mỏi đó, lâu lâu được về nghỉ ngơi bữa đó. Cũng bất chấp chủ nhà có gõ cửa cũng không dậy. Mệt mỏi quá, cuộc sống mệt mỏi quá. Đồng tiền nó làm cho con người ta nhức nhối tim gan quá. Bây giờ chỉ buông xuống là ngủ thôi. Chả quan tâm đến cuộc sống sau này. Những tiếng gọi cửa trong vô vọng. Ủa, có khi nào bánh bèo này về luôn rồi không? À đúng rồi, sao về về thì đâu khóa cửa này không? Cửa khóa mà. Đây nè, bỏ về giữa chừng không ai biết, không ai hay nè. Bánh bèo thứ hai này khả năng là đã dậy rồi. Bánh bèo này hình như là ít ngủ hơn bánh bèo kia. Chà, không nghe đồng tĩnh gì ta. Ôi trời ơi, ngủ đã quá hay gì. Dậy chưa? Dậy. Á hậu mấy năm trời nay á, biết sao, nhiều việc quá, không có thời gian nghỉ ngơi. Dòng đời xô đẩy quá, đẩy xuống đây ngủ luôn. Ôi là trời. À, khoảng 30 phút ha, phát like vậy chưa? One mic, follow me. Bác ơi, xong chưa? Chưa. Trời đất ơi. Dạ sao anh? Sáng nay mình sẽ ăn một con món. Dạ. Em chưa ăn bao giờ. Món gì anh? Bún măng bắp bò. Nghe hấp dẫn rồi. Hấp dẫn không? Dạ. Ok đó. Giờ mình làm luôn hay là sao? Không, em cứ vệ sinh cá nhân đi, anh ra anh làm. Mình hẹn mọi người 30 phút nữa, tại con gái lâu lắm. Mình dạ. Mình 5 phút cho con gái phải quần áo này kia. Dạ. Với lại con gái đẹp nữa. Ra nhiều khi chưa xong khán giả nói, ủa nó phải nhỏ hôm qua. Quá hậu. Ủa quen vậy? Sao quen vậy? Ừ. Hả? Có công cái nói, ủa không phải nhỏ hôm qua. Ừ. Mình không lắm. Tội hả? Em thì đang còn mấy món nữa thôi, em dọn dẹp cho gọn gọn cái này ra nè. Ok không? Dạ. Em tranh thủ em chạy ra phụ anh. Ok. Anh em trước đây. Kìa kìa. Chú ơi. Hello con. Nhớ chú quá. Quả hậu Thiên Ân. Vô. Đi đâu vậy chú? Check in. Có cần chứng minh nhân dân không chú? Không. Chụp hình thôi hả chú? Chụp hình. Rồi. Rồi bây giờ mình quê mình đâu? Quê Long An. Long An. Long An kế bên thành phố Hồ Chí Minh. Đây. Kế bên thành phố Hồ Chí Minh. Ký vô. Ôi bé nó khiêm nhường, cái ghi nó chừa là cho người khác ghi nữa hả con? Con không giống như những bạn khác. Con chừa cho hàng xóm xung quanh nữa. Rồi bây giờ tấm hình của con đây. Dễ thương. Rồi một cái ghim. Ghim vào chỗ nào mình muốn. Trời nó ghim center trung tâm mà cao nhất luôn. Rồi bây giờ mời vào trong để chuẩn bị ăn sáng. Yeah. Món gì vậy chú? Món nước hay món khô chú? Món nước. Vậy thôi. Hôm qua chơi đây vui chết luôn. Hôm nay có chơi đây không? Để coi tình hình. Tùy mà nắng mưa nữa. Đây, bên trái. Ai vậy? Nhã Phương, Nhã Phương. Đâu phải đâu. Chú ơi, chị con không biết chứ. Con gành lắm. Em chào chị. Ly Kim Cương. Dạ, hello chị. Ủa, anh đi đón mọi người tới luôn. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Đi xuống bếp. Bếp chi, chúng ta chuẩn bị sẵn hết rồi. Lát ăn thôi. Chị tới hôm nào ạ? Chị tới ngày hôm qua. À, chị tới hôm qua rồi ạ? Bình thường ở đây là dậy sớm lắm, tại mát á. Hôm qua ngồi tạo nghiệp đã lắm. Hôm qua ngồi tạo nghiệp thôi chị. Ngồi tạo nghiệp chung luôn mà anh là một đống danh sách nghiệp rồi đó. Anh có 15 điểm mà em có 16 điểm chứ em ít hả? Tạo nghiệp là sao con không hiểu. Người đâu? Ủa trời, quản gia mới chú không mới thuê về hả? Ừ. Quản gia có bộ đồ đẹp không em? Quản gia này sao trắng quá vậy? Trắng bắp gì chú?
Chỗ nằm mới lạnh không ạ? Cái lúc mà em làm việc thì anh không quay. Rồi lúc em vừa vô mới lạnh cái anh chỉa vô rồi, y như mẹ em vậy. Nhưng mà anh chỉ em cách làm việc mà tại sao anh không thấy đen được đi? Phơi lắm rồi nhưng mà nó không đen nổi. Nó không đen nổi hả? Con uống gì không? Con uống trà đá thôi. Trà đá thôi. Có như bộ nó uống cà phê đá, sữa đá rồi gì đi. À cho con một ly cà phê sữa đá. Phát cà phê sữa đá cưng. Mặc xỉu nữa em. Ít sữa nhiều cà phê nha. Ok, có nồi tài. Liz, uống gì? Mặc xỉu. Không, ly lừa uống dòng nước mắt không qua rồi. À dạ. Bớt đi em. Thế cho một ly cà phê bạc xỉu dòng nước mắt. Không, còn bia à. Còn ly cà phê là còn lại bia không à. Tối là đoàn phim về khách sạn ngủ thì mấy mấy anh em ngồi đây là nhâm nhi một vài ly bia. Các mùi á, dạng vậy đó. Mùi dâu, mùi đó nữa, cái ngồi nói chuyện vui. Uống bia mà có mùi hả chú? Tối nói chuyện nhau ngủ. Trời ơi. Ngon nha. Đói bụng chưa? Sáng ra đói, hơi hơi. Đói quá ngủ không được. Ôi, hôm qua cái người ăn nhiều nhất chính là cô. Ủa chứ tại sao sáng ra em lại thấy đói thế nhỉ? Nhưng mà cồn cào luôn. Mà hôm qua chị ăn cái gì ạ? Hôm qua tối qua là ăn lẩu bò. Trời ơi. Rất là ngon. Lẩu bò xong rồi là còn bê. Annyeonghaseyo. Ủa? Được lâu chưa? Em mới tới. Ngồi xuống. Hôm qua chị ngủ được không chị? Không có ngủ được lắm. Ủa sao vậy? Trời em nằm xuống nó ngủ quá ngon luôn. Sáng dậy không muốn dậy, kêu về không muốn về. Thì cái đoạn sáng thì đúng là không muốn dậy rồi, còn cái đoạn mà trước khi mà ngủ tối qua thì cũng còn hơi sâu chằn chọc. Lâu lắm rồi em không có ngủ mà em mơ. Hôm qua là em ngủ sâu tới mức mà em mơ. Trời ơi kiểu nó đã gì đâu. Ờ, nãy là dậy là anh Giang cũng gọi dậy hay là Giang giật đầu dậy, kéo chân, kéo ngược em vậy nè. Cái nào là cầm cái chân em kéo ngược ra vậy nè. Dạ. Không nghe động tĩnh gì đó. Ôi trời ơi. Dậy đi nào. Dậy lên. Trời ơi, chân kêu đã chưa nè. Trời ơi. Dậy đi nào con gái. Dạ. Trời ơi. Ê dạ, trời ơi. Được. Đó là cách mà anh Giang cư xử với những người em. May quá, mình không bị. À, dạ, có dạ rồi. Liz ơi, vậy đi thôi. Mặt trời lên trong đến đỉnh núi rồi. Liz ơi. Thì ra là bây giờ mình gõ cửa thì bên trong kia bây giờ là người ta giờ mới dậy. Chứ không phải là dậy rồi mà chưa có chuẩn bị, là chưa một cái chuẩn bị gì luôn. Ly ơi. Dậy chưa? Hả? Chưa dậy hả? Rồi bây giờ chuẩn bị đi nha. Quần áo đẹp đẽ, mặt mày nghiêm chỉnh đi nha. Không có gì buồn nữa nha. May quá, mình không bị. Ủa gì không đại ca? Hả? Có cần phụ không chú ơi, tụi con xuống. Trời, nó bếp củi thiệt hả? Cái này tụi em chưa được ăn một món tụi em chưa ăn bao giờ. Đó là mì gói hai trứng. Ai chưa đi? Người đâu? Có nô tài. Sao có nô tài xong đi? Sao mới sáng mà người đã uống bia rồi. Còn như hôm qua nên ý tiếc. Trời ơi. Say à. Vô. Thế cà phê sữa đồ này nọ đâu? Đang pha rồi, đang đợi nó nhỏ từng giọt xuống. Thế bây giờ mình sẽ thông báo thực đơn cho những người về biết. Dạ. Yeah. Ladies and gentlemen, sáng nay mọi người sẽ được ăn cái món gọi là bún măng bắp bò. Ngon vậy? Bún măng bắp bò. Chưa ăn bao giờ đúng không? Chưa ăn bao giờ. Ngon. Đó. Những người đẹp thì được thêm một cục sườn non nữa. Yeah. Có cục thôi à? Nhỏ sẵn xuống để nó ăn không vậy? Có hỗ trợ cho chương trình chưa? Mình xuống là mình để hưởng thụ quá. Chị đi, chị mất mát quá nhiều rồi. Ủa thì coi như là một chuyến nghỉ dưỡng mà chú. Khó quá. Nhà chị chết đúng không chị? Chết vậy, khó chết vậy. Thôi, đi. Phát đã vui lắm, nãy nó tăng động cả ngày á. Phát hôm nay hào hứng hẳn luôn á. Chọn cái màu nó rực rỡ luôn mà. Ủa, ngày nào tôi chẳng bận cái màu này. Hôm qua anh mặc màu gì? Màu này. Ủa, ngày nào cũng bộ màu này là một bộ anh mặc bao nhiêu ngày qua anh mặc một màu chứ mà nhiều bộ. Ok. Xin lỗi vì em đã không để ý đến anh. Thắc mắc thôi. Sáng nay Yến về mọi người biết không? Biết. Vậy nè, mắc cười lắm, em đang nằm ngủ. Biết cái gì mà biết? Hai bà ngủ mê man bất tỉnh không, mà biết. Cái khúc đó thì em nghe. Tức là em cũng rất là tỉnh táo, em sợ là mọi người sẽ ụp vô trong phòng của em và quay cái cảnh đó thì nó không có đẹp hình ảnh cho mình. Em đang nằm ngủ vậy nè. Con bé đó nó xạo kìa, nó ngủ như chết mà nó là biết. Em nghe kéo tạch 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 tạ
nhìn đồng hồ 6:10+ á, xong mình mới nghĩ trong đầu rằng là không, giờ này chắc chưa quay đâu, anh Giang chắc phải 7 giờ mới dậy. Vậy cái tiếng này tiếng gì? Sợ quá hay là người ta sẽ gõ cửa? Em chuẩn bị sẵn sàng là người ta đập 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 cái cửa là mình hiểu cái ý rồi. Nhưng đợi mãi không có một cái cửa nào đập. Là em hiểu là à khúc đó là chị Yến về. Yến về thôi. Em nằm xuống em ngủ tiếp. Bye bye, xin chào, bye bye. Tại vì em ngủ giấc thứ hai nên thành ra nó mới là bị trễ. Ê chị nhớ là như khoảng tầm 5 giờ lúc đó chị cũng có dậy thật. Ừ. Nhưng mà chị dậy đi vệ sinh. Tào lao. Chán gì Ly quá, em nghĩ chị mất mát quá lắm á. Nên là chị em thương chị lắm á. Ủa nghe nói hôm qua em đi làm khuya lắm hả? Em á hả? Ờ mấy ngày nay. Ừ. Cực hả? Hôm qua 1:12 mới về. Thì đó, hôm nay lên là cũng đâu có được ngủ đâu, quay giờ quay tới tối luôn đó. Anh Giang không có cho ngủ trưa. Anh Giang không cho ngủ trưa hả? Ừ. Trời ơi, anh xuống đây bị quần 4 ngày mà. Có thể trốn được không ta? Không có gì hỏi thăm sống, bây giờ mình thấy mình không có cái không hề thấy cái hành động luôn. Không, không bây giờ thì tự dưng. Ủa là sao bây giờ là chia làm hai phe nói chuyện luôn rồi? Thì tại vì chị tức là hôm qua mình cảm thấy mình tủi thân. Mình cảm thấy mình tủi thân chứ. Ủa thì mình nhập lại. Cái là cái hôm qua em đi làm mệt không? Không, đang giao lưu với không khách mời. Không ai hỏi tôi luôn. Sao á? Ước gì qua hỏi mình câu đó. Ủa thì hôm qua hai chị ở đây mà. Hôm qua ở đây nhưng đâu có được hỏi. Hôm qua là cháu đã lấy cái chén, lấy cái đĩa, ập nước dừa uống rồi cắt cái ổ đi em, kiểu vậy. Chứ không có phải là đi làm mệt không? Thôi. Không, xuống đây có mệt đâu, xuống đây có mệt đâu. Sao? Không ai hỏi luôn. Trời ơi, anh em trong nhà với nhau mà có đâu. Trời ơi, thì lâu không gặp hỏi thăm thôi. Cảm giác là không có thì biết hai người thôi, lâu lâu không gặp thì hỏi thăm thôi. Thì nhưng đó. Mà mình có tuổi thân không? Tuổi thân không? Tuổi thân là tuổi thân chứ trời ơi. Mà trong khi mình vừa mới vượt qua những cái nỗi đau rất lớn trong cuộc sống. Ví dụ nói đâu gì? Gần bên đây nè 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 khác biệt to lớn. Ghê quá. Hồi sáng sớm em thấy thấy ghê quá. Mọi người tối qua ngủ đây là có cái gọi cái trải nghiệm gì lạ chưa? Đặc biệt là ở phòng đây. Hôm nay á? Ừ. Phòng tôi hả? Có trải nghiệm gì không? Cái lúc mà trước khi ngủ mình không có ngủ được liền. Cái em làm cà phê rồi cuối cùng anh phải đi mua về cho em nè. Anh Giang à, em đặt đó. Anh nè. Ơi, em cũng muốn. Ủa mà xíu có thể nói cho tôi biết là thế cái phòng này có bị vấn đề gì hả? Nhưng mà tối qua ngủ có bị không? Thì tối qua chưa có ngủ được liền. Nằm mình cảm giác có một cái sự... Vì sao? Khó tả quá, lệnh bình, lệnh bình, lệnh bình. Không, tại chị cô đơn á. Cái phòng đó rất nhiều khách mời đến đây rồi. Thì không? Ngủ cái phòng đó nha. Rồi sao? Rất ngon. Nhưng mà có nhiều khách mời nha. Gọi là ngủ một người mà thấy 3-4 người đó. Vậy hả? Phòng đó. Thiệt đó hả? Được cái sự trải nghiệm đó ta. Không, tức là đúng là hôm qua nằm ngủ cái phòng đó thì là cứ cảm thấy không... Nó cứ sao ấy. Ví dụ đang mình đang nằm tĩnh như này, rõ ràng là trong một không gian yên ắng, nhưng mà mình cứ cảm thấy như là cái giường mình nó dập dềnh. Thấy chưa? 4 người đứng ở dưới 4 chân giường đẩy mà. Trời ơi, cái phòng nó ghê lắm. Anh hù gì rồi, thấy vô đó. Không, anh nói thiệt. Thiệt á hả? Ờ. Cái phòng Phát đó. Ơi, Phát ơi. Gì? Dạ. Ta đang kể chuyện mà. Gì anh? Phụ phụ. Chú ơi. Ơi. Có đồ ăn chưa? Đây. Để kể câu chuyện cuối cùng rồi đi. Để tôi kể cho nghe. Hôm qua tôi ngồi tôi dĩnh ở đó mà 4-5 người ùa vô tôi dính mình luôn mà. Cái phòng nó ghê lắm. Cái phòng đó, cái huông á. Gì? Không hiểu. Đeo tay vô. Bóc bún vừa ăn. Bún vừa ăn thôi nha. Nhiều quá không ngon cho Phát nha. Để rau, để đồ nữa chứ. Thường có ba đứa con gái ngồi đây rồi hai người con trai người ta làm. Ngại quá. Sao bọn mình có trông có vẻ vô tâm quá vậy ta? Thôi kệ đi, mình đã xuống đây mình phải được yêu chiều chứ. Đúng rồi. Cái gì vậy? Chút nữa ai tới nữa. Mà thêm miếng thịt bò đi. Anh Giang tảo tần quá, anh Giang cần phụ quá anh Giang. Sắp có ăn rồi cưng. Thấy một cái bước chân của một cô gái rất đúng là rồi. Dội vàng. Chạy rồi, chạy rồi. Bơi qua đây, bơi qua. Có cái tiền kìa. Bi, đừng. Đúng thiệt. Ở đây nè. Ở đây. Ở bên này nè. Ở bên này xong chèo cái thuyền qua mới được. Hello em. Hello. Hello bà. Hello bà. Ủa. Mày đâu mới về vậy? Là bốn mình hả? Không, có hai tụi em thôi. Hai chị là hôm qua giờ rồi. Tí nữa hai chị về. Chết rồi. Chị sắp bị đuổi đi rồi. Ờ. Ngồi lui ra cho. Qua đây. Chú dưới kia kìa. Hai bà muốn hòa chung với không khí rộn ràng ở dưới bếp.
Ủa ai ta? Hello. Hello em. Anh nước xanh. Chứng tỏ Lanh. Anh nước xanh chứng tỏ anh Lanh. Gì? Anh nước xanh. Được rồi Vy, được rồi. Thế đây ngồi. Buổi sáng mọi người cũng hoang mang. Đâu vậy, đánh tennis mới về hả? Đâu, tưởng nó đi du lịch không á. Hello mọi người. Hello anh. Hello. Hello một cách nhiệt huyết mà mọi người kiểu Anh nên cười đi, mới sáng không gặp anh mà em sợ quá nè. Bắt đầu nó chọc quay phim không quay được. Rồi. Chú Phát ơi, bưng hai lên chú nè Phát. Ủa là sao bây giờ mình sao? Ủa tự nhiên cái mình ngồi đây vậy? Mình đi đi. Ừ, hay đi xuống dưới bưng đồ phụ không? Mình có người phục vụ mà. Nó quá xinh đẹp thì mình ngồi thôi. Anh áo xanh, chứng tỏ anh lạnh. Anh gì, chứng tỏ anh gì? Phát ơi, bưng ra cho mọi người nè Phát ơi. Rồi nó sẽ bưng cho lờ đấy. Thấy chưa? Phục vụ đi. Hay không biết mỗi người một tô đi mày ơi. Ngồi cái tao thấy tao vô dụng quá nè. Gì? Chứ mọi người không đi em cũng đâu. Cũng ngồi mày đúng không? Quá tuyệt vời. Đỉnh cao. Ôi, nhìn ngon quá. Trời ơi, ăn nhiều tiêu thì nói nha. Đổ một cái là nhịn nha. Chú nấu hả? Ai nấu vậy chú? Mà nấu, đứng dưới bếp nãy giờ tôi làm cái gì hỏi chú nấu, ai nấu? Cẩn thận nha. Rồi ăn, anh đi đi con. Dạ, Tường. Rồi, cái này là cái hũ ớt ngâm nước mắm. Lấy cái chén mình múc ra, cái mình vừa chấm mình vừa ăn luôn. Cả nhà ăn vậy? Sáng. Xuống lấy đi. Yummy dạ. Vàng Phát là bỏ ít bún thôi, bỏ cho cố vô. Người ta qua hậu không mà mình bún vẫn bị nhiều hả? Hơi nhiều. Em lấy đúng khẩu phần ăn ở ngoài người ta bán thôi. Bởi vì không bao giờ trưởng thành được. Hồi nãy anh cũng thấy em lấy bún ra rồi, nếu nhiều thì anh chỉ em đi. Tao nói là ít thôi. Thì hồi nãy em đổ ra anh cũng quay qua anh nhìn, anh ok rồi. Ok nào, người ta phải tập trung làm công việc. Mày mỗi ngày. Mời mọi người nè. Bao giờ mới lo được cho một người phụ nữ? Thôi. Bà Ly bắt đầu phải im lặng rồi đó. Nhập môn rồi đó. Ăn hành đi, tại sao phải bỏ hành? Tại con chưa có lớn á chú. Đây nè, chị Châu cũng vậy đó. Hoa hậu gì đâu, ăn uống đó, đúng. Hoa hậu gì đâu, ăn uống đó, đúng. Cháo tôi khoái rồi đó, bỏ rai về tôi khoái rồi. Hay quá vậy. Ôi chị không ăn được luôn hả? Cũng tập không, chị ăn được mà ăn không được. Mấy cái mầm với xà lách con ăn được mà. À, chỉ là con không ăn được hành thôi. Hôm nay mát rồi chú, hôm qua có nóng không chú? Hôm qua mưa, vừa nóng vừa mưa. Không, qua khúc mà mưa xong nó mát mà anh. Thì đúng rồi. Ngon. Nhìn chú thấy thương quá, mồ hôi mồ kê kìa. Sao nghe cái giọng Vi nó thảo mai từ sáng đến giờ luôn. Anh áo xanh chứng tỏ là anh rất là lanh. Lanh nhanh nhẹn. Bà tâm đắc cái miếng đó từ sáng giờ, bà đợi anh để anh khen. Em ơi, đói bụng em ăn đi rồi nói chuyện cho miếng nó đậm đà. Sáng nay mấy giờ mày dậy Vi? Sáng là 5:30. Cái này là nước mắm hả? Nước mắm. Em ổn không? Tối qua em có đi đâu không? Tối hôm qua đi thu âm. Thu âm luôn hả? Trời sắp đi hát hả Vi? Thưa bác sĩ. Có không Vi? Chị em hát hay thương. Mấy bà là coi xíu con bé đó kìa, bà chị nó hát liền vậy trời. Chị Ly sắp có bài mới đó, em cover liền đi Ly. Ủa chị ra bài gì vậy? Trời cái bài đó thương lắm con. Ngày nay em Vi làm hết 1.5 tỷ. Ủa chú không ăn hả chú? Nhìn con ăn là chú vui rồi. Nãy giờ chú có nhìn con ăn đâu. Bây giờ nó trả tiền rồi đó hả? Giờ nói một câu là cãi một câu. Này con. Chú vậy con mới không ăn được. Em mời mọi người nha. Sao sáng nay thấy thảo mai sao anh? Gặp em dậy sớm quá. Bình thường anh gặp em ngoài không có giống vậy. Chứ gặp em, anh có gặp em ở ngoài chưa? Ừ. Nó sáng ra hết sẵn rồi. Thôi. Vì mày nói chuyện với ai dựa nó gì đó. Đúng rồi. Phải ăn đi cưng. No quá. Sao vậy? No quá. No hơi, nấu quá no hơi. Anh gặp ai chứ anh đâu gặp em đâu. Em nấu no hơi hả? Em nấu nào? Chú. Gì? Anh gặp ai chứ anh đâu gặp con đâu. Mình kêu gặp con. Tạo nghiệp đứa con. Sáng giờ 8 điểm nghiệp cho tài khoản rồi đó. Trời con gái tôi ăn mặn dữ. Con ăn bớt mặn lại. Oh. Ăn mặn là hết đẹp đó. Ăn mặn màu già. Trời mẹ nó canh hết bát nước mắm rồi.
Tại người dân miền Trung chính hiệu ăn mặn ghê á, nhưng mà bớt mặn lại còn huyết áp nữa. Nhưng mà con nghe ăn mặn cũng tích nước nữa chú. Rồi sao? Rồi đời cha ăn mặn lại còn khát nước nữa. Ủa đời cha con ăn mặn lắm mà sao đời con không uống, con không thích uống nước luôn. Cứu tôi. Giờ mình ăn sáng xong, mình sẽ chơi một trò chơi thi về sự thông minh. Trò gì vậy chú? Thôi nó chơi thì không có thông minh, ghi nhớ thôi. À, tự nhiên anh đang đi qua đây cái anh nhìn ly, cái anh đổi trò chơi phải không? Anh thả rồi. Nè em, hay nhìn chúng ta. Khoan nó khịa quá giờ. Hôm nay làm sao nhỉ? Tự dưng thấy phát khác khác nhỉ? Nè, vô lấy đá này cho mấy anh chị uống. Không phải, tại thế em tới. Con cũng hơi bệnh hôm nay nha. Vi ơi, anh dự liệu ngày hôm nay anh với em hơi mệt mỏi. Ủa chú, không. Chú muốn ăn hả? Đây nè, chú ăn cho con vui nè, ok chưa? Trời, ngon dữ. Ngon mà. Ủa cái bò này là anh xào sơ quá hả anh Giang? Áp chảo đúng không? Mình cảm thấy bỏ nước mắm nhiều vô, trời nó ngon hơn người luôn á. Ăn cá của tôi cũng phát mà nó ngon. Này các con. Dạ. Qua đây. Dạ chị. Tuyệt vời. Đỉnh cao. Trò chơi ghi nhớ. Ai chiến thắng sẽ được một cái loa Marshall đến từ Tuấn Mobile. Ai cho hết tụi cũng chơi luôn. Để tôi lấy cái loa. Ủa? Thế vậy? Chú nhường tụi con đi. Chú chơi phụ thôi, cái loa này chú không lấy. À, nó tặng cho tụi em. À, nhưng chú thắng thì chú lấy. Chú này chướng quá ha. Rồi. Trò chơi quá đơn giản. Ai muốn chơi đầu tiên? Không biết gì đâu mà chơi đầu tiên. Ai muốn chơi đầu tiên? Ai muốn chơi đầu tiên? Con. Em. Ủa? Đi vô đi. Nhường em á. Rồi, ai thứ hai? Em đi. Chơi gì cho kìa. Rồi, ba. Thôi em đi. Bốn. Con cuối. Bốn là ai? Bốn là phát. Rồi, ok. Năm là tôi, con là cô là sáu. Con là cuối cùng. Rồi, ok. Người đầu tiên sẽ chọn bất kỳ cái lon nào mình muốn. Lon đó chính là lon số 1. Dạ. Người thứ hai sẽ chỉ là lon số 1 mà người số 1 đã chọn. Sau đó chọn cái lon bất kỳ mình muốn làm lon số 2. Không loại người nào hết. Tới vị trí nào họ quên thì ban tổ chức sẽ te tạt. À. Là người đó sẽ qua lượt. Đến người nào có thể nhớ tất cả vị trí lấy cái loa. Chú Toàn mời mấy người mà hậu Covid tới chơi không? Chứ nhớ đâu có được ổn định đâu. Em là 3 lần luôn. Liên quan đây đứng lại. Có bị 3 lần luôn hả? Dạ. Hàng gì tỉnh táo ghê. Rồi đầu tiên chơi đi. Mỗi lần gặp em là thấy rồi, em con chỉ thôi hả chú? Chọn cái đầu tiên. Chọn cái đầu tiên. Ủa cái đầu tiên đâu có liên quan gì đâu mà con phải căng thẳng vậy? Thì chọn cái nào cũng được á, bất kỳ. Cái đầu tiên nằm ở đâu ta? Em chỉ đại đi Vi, khó nhớ lắm Vi. Này. Con chỉ sao người ta thấy? Ba tổ chức người ta không thấy. Con phải chỉ trên á. Rồi. Từ từ thôi, không có gì gấp con. Cái loa còn đó. Con ngủ quên luôn rồi, ra đâu. Không, chỉ lại từ đâu. Dạ. Mình nhớ em, mình nhớ nha mọi người. Trời ơi. Đại thôi. Thôi phải không, có chị phải không? Rồi. Một. Trời ơi. Sai. Phải chỉ lại số người ta. Dạ. Xin lỗi. Thôi làm lại từ đầu em. Con phải đếm, chỉ vào đâu đếm vào đó. Dạ. Đếm. Một. Hiểu chưa, hiểu trò chơi chưa? Ủa. Một. Chị nè. Một. Chị nè, một. Rồi. Một. Hai. Đếm đi, ai đập tự đếm. Một. Hai. Ba. Rồi, qua lượt, tới phát. Mới có hai số đã sai rồi bà. Chà. Bà nói chi tôi quên luôn nè. Tôi đâu nói gì đâu. Bà đừng có ủa coi. Ủa. Một. Hai. Hay quá vậy. Nhân đạo đi, ba. Nhân đạo đi, ba. Nhân đạo. Một, hai, ba, bốn. Ê, anh chị em. Anh đứng anh chị em thấy bên này. Anh đứng anh chị em bị mất tầm nhìn. Thu hai ngàn chưa? Rồi em sẵn sàng. Vậy tôi làm lại nha. Anh làm lại. Một. Hai. Ba. Bốn. Một, hai, ba, bốn, năm. Thứ con hả chú? Mà một nè. Một, hai, ba. Hai, ba, ba, từ từ nha. Ba. Sai.
Sai. Sai rồi. Sai rồi. Sai rồi, thua rồi. Mất cái loa rồi. Mình tới số mấy rồi ta? 5 hả anh? 1 2 3 4 5 2 Đúng 6 Trời ơi. Chú ơi. Ly, tới Ly kìa. Thẳng quá nè. Tới em hả? Ừ. Ủa cái gì nhỉ? Chết cha, tôi quên rồi đó. Đứng ngạc ngạc cái mày quên luôn. Ừ. 2 3 Ủa cái gì nhỉ? 4 5 6 Trời ơi. Liz. Bảy đi. Bảy. Bảy. Phát kìa. Ok vô, ok vô, ok vô. Ok, lên. Bây giờ cô cái thiệt thòi quá, nhớ hết luôn á. Nhưng mà con được cái là con nhớ hết người ta. Người ta lắc vòng là người ta cũng phải nhớ hết mà. Như nhau à. Ok chưa? Ok, ok mà. Chết rồi, con quên hết rồi chú ơi. Chú con quên rồi. Em bị liệu anh đừng có nói lớn, em bị giật mình em quên hết. 1 2 3 4 5 Đúng rồi. 6 Wow. 7 Wow. Còn lon nào chưa gõ ta? Nhiều. Còn cái nào cũng được mà. Còn một nửa lần, còn nửa lần. Còn nửa lần hả? 8 Hợp lý. Chết rồi. 1 6 Ủa bà, cái đó là cái nào? Không có rồi. Đã lớn tuổi rồi còn bày ra cái trò trí nhớ. Đã lớn tuổi rồi còn bày ra cái trò trí nhớ. Anh Giang ơi. Không sao đâu chú ơi. Con cũng quên hết rồi. 1 6 1 6 Chết rồi, cái lon số 1 đâu rồi? Đồ sản lon số 1 là lon nào ta? 1 6 Ok chưa, ok chưa? Chú vô đừng có nói to. À bị giật mình. Không bị sợ. Mất bị sợ. Ê đếm đếm giùm ta nha. Không, phần ai đi đếm chứ. Đếm giùm mình nha bạn. Ok. Lộn không được nói tao chứ. Được, được, được. À được á, đếm ta nha. Ừ. Không, mình thôi. Là sao? Thôi quá nè. Trời đi, trời đi, trời đi. 1 Đếm 1 chú đừng nói to. 1 rồi đó nha. 1 rồi. 1 rồi, 1 rồi. Ok không? Ok. 2 Đau luôn, biên nhẹ thôi. 3 4 5 Trời. 6 Wow, sai rồi. Cái này giống cái này mà. Sai rồi. Cái này giống cái này. Bạn tổ chức người ta có cái ghi nhớ mà. 3 6 Còn anh kia đứng đi. Cái này giống cái này mà. Ui mà. Con nhớ rõ ràng là 10 tới 9 mà ta. 10 tới 9 gì? Ai nhớ kiểu đó à? Nhớ kiểu đó thì có chết thôi. 1 2 Giờ đừng có nhớ, à, đừng có nhớ trước. Khi nào mà cứ người kế bên mình làm hãy nhớ. 5 Ok. 6 Ủa, sáng giờ pin gọi em chưa? 7 Pin gọi em chưa? 8 9 Ủa, đâu có cái này đâu. 6 Có cái này. Có. Có cái này, có cái này. 9 rồi giờ, hả? Giờ là chị thêm cái này nè. Mình yếu thì mình để chương trình đó cái gì? Cái đó cái gì? Đập lên nha. 10 hả? Ủa 10 rồi hả? Sai à, mới 9 rồi à. Thì này là 9. Tới lượt của Châu chỉ là mới 9 rồi. Em lặp lại được, em lặp lại được. Lặp lại thì được thông qua. Lặp lại đi. Từ từ. Đâu rồi, cái lon đầu tiên đâu rồi? 1 2 3 4 Đi bà. Sai nha. 5 Đúng rồi.
6, 7, 8, 9. Ok. Đúng rồi. Ngày anh nói ở bên cạnh em. Quá dữ. Số 1 biết luôn. 2, 3, 4, 5. Đúng rồi. Rồi. 6. Ghê vậy? 7. Sai, sai. Trời ơi, vị nhớ ghê không? Bắt trước ban tổ chức bắt luôn á. Em ok không? Em ok mà. Khó quá. Em ok, nhưng mà... À, trời ơi, tôi nhớ rồi. Trời ơi. Nhưng mà nó hơi bị lặng quạng. Không, nào ban tổ chức sai không ta? Không bao giờ. 1. Nhẹ thôi, đau quá luôn. À, xin lỗi anh. 1. Hai nằm đâu ta? Nhớ nhiều quá không? 2, 3, 4, 5. 1. Ngược cái tiếng đến số 2 nha. 2. 1. Ngược cái tiếng đến số 2 nha. 2. 3. 4 là số 4. 4 là số 4. Mình đừng có nhắc bạn nè, mất cái lời. 4. Con làm, cho cố tình làm đánh lạc hướng. Con đang nhắc đúng luôn á. 6, 7, 8. Cái này mới là mệt. 8 là nào anh? 8 là nào? 8 là cái đầu tiên hả? À. 9. À, sai. Đúng không? Sai, qua tổ chức đã báo rồi. 9. Trời, mình không nhớ cái đó luôn. Bây giờ gõ lại cái số 10, mình gõ trúng cái số đã. Gõ rồi là sai nha. Hiểu không? Là không được gõ những số mình đã gõ rồi. Tại gõ mình đã đây, mình đã cho đó một danh phận rồi, sẽ đâu được đổi người ta. Ừ. Ủa chị, chứ số 9 là đâu chị? Này chưa ta? Kế cái lần. Này chưa ta? Đó số 3 đó. Này chưa ta? Chưa. Số 10. 10. Trời, ghê vậy. Trời ơi. Siêu trí tuệ Việt Nam. 1. 2. Sai. 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 Đã lớn tuổi rồi mà chơi trò trí tuệ anh Giang ơi. Mới bắt không nhớ tệ lắm. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 2. Ôi ôi. Chứ con rồi hả? Chưa kịp nhớ luôn. Nhớ chị. Chú kêu là để tới người. Người kế bên mình kế á. Kế bên con. Thì người ta hư mình không nhớ được đó. Không, bây giờ cho con đứng ở đây đi. Hồi không nãy đứng giờ đâu được. Con đứng chị ở đây con quen nhìn rồi. Nào, rồi mình quan sát đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. Trời ơi. 4. Ôi thay đâu, tôi bắt sai rồi mà sao. Ủa hồi nãy con nhớ ai đánh cái đó 4. Giờ đổi rồi, giờ thành số 5 rồi. Sai rồi, sai rồi. Ngày sẽ bóng về số 5 rồi. 1 2 3. Ủa là mới chuyển nhà qua quận 4 hả? Ngày sao? Quay quay. Phải không? Phải không? Phải không? Phải không? 5. Chở con trò chơi mà đeo kính cận luôn rồi. 6, 7, 8. Hay ta. 9. Sai, sai. Sai. Sai, nghe tôi đi. Cái đó 11. Cái nó không ta? À, gì? Cái số mấy rồi chú? Chú 10, bây giờ là số 5. 10. 10 đâu? 10 đâu? 10 rồi, 10 là đây. 11. Ghê vậy? Đúng không ta? Không, không, ai báo là đúng rồi đó. Ủa sao con nhớ à? Trời ơi, ba mẹ ơi, con sắp bánh ba dưới vàng rồi. Không có đâu cô làm cho người ta 11, người ta tới 12, người ta đấm cái bùm người ta lấy. Ủa sao hả? Không, không có chuyện đó đâu. Nhiều khi chưa tới lượt em lại. 1 2 3 4 bên đây. 4. Đúng rồi. 5. 6 bên kia. 6 bên kia, 7 bên đây. 8 bên kia, 9 bên đây. Ok không? Con so gì ra lờ cờ ra con mấy con so gì đây. Qua bên đây. 6. Qua bên kia. 6 rồi đó hả? 6. Không biết luôn. Không biết nữa. 7. Không biết nữa. 6. 7, 8. 8. Sai nha. Không, sai người ta đã báo rồi.
biên tập sai luôn. Tôi thấy chút kia số 9 mà. 9 10 10 11 11 siêu trí tuệ 11. Trời ơi, chỉ cần một phát nữa thôi là sẽ lấy cái loa. Lấy cái chậm đó. Đó, cái này chị đánh lại thôi mà. Từ từ đi à. Chúng ta còn 5 giây. 5 à, tại sao 1 nữa? Nhanh đi. 5 Em nghĩ là cho chị là mới vui. Phải hấp dẫn kìa. 3 3 kìa, 3 kìa. 2 1 hết giờ. Hết giờ. Đúng rồi, hết giờ rồi. Ủa tôi đã đợi rồi. Thì ta đếm rồi, không chịu đếm rồi mà. Chứ không lẽ đúng tôi chịu hả? Thẻ nhớ ra quay phim đủ. Đúng đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Tuyệt vời, tuyệt vời. Xin mời các bà. Bà là em tới số 10 là anh được anh thưởng cho em một lần luôn. Số 10 luôn. 4 10 thôi. 1 2 2 2 3 4 4 5 4 5 6 bên đây, 7 bên kia. 4 5 6 7 nhanh lên, làm chậm quá anh nhớ hết á. 8 9 sai nha, sai. 9 10 Trời, hay quá vậy. 11 Hay vậy trời. 5 4 3 2 1 1 1 12 12 Tôi nói trước, trước số 1 của giờ hết giờ. Đâu sai ở đâu ạ? 12 Chính xác ạ. Anh Giang ơi, tự hào vậy em Vinh Giang. Trời ơi, trời ơi. Ê, tới lượt em là em cũng chơi được á. Đây, cái loa. Yeah. Ủa, chơi được con chú. Ủa, lắm. Ý thôi. Ủa? Rồi, tôi chưa lấy đồ. Tiễn bạn lên đường. Ủa? Bye bye, see you again. Vui không? Qua giờ vui không? Dạ vui. Tuyệt vời vậy trời. Tôi làm ở resort. Từ hôm qua giờ mới thấy anh Phát. Đâu khách mời nào anh cũng vậy mà. Không, em thấy cái khúc mà tiễn em về là anh rất là nhiệt tình. Bye bye anh Giang, cảm ơn anh Giang rất là nhiều. Bye bye, bye mọi chị. Người. Trời ơi, đi không muốn về luôn á. Bye bye nhà trọ Destiny. Chị ơi, tháo cái micro xuống. Đi về mà đeo theo cái micro. Trời ơi, phải xu được cái gì thì xu chứ em. Trời ơi, bánh lử luôn cái micro kìa. Ý có thể chụp một tấm hình lưu niệm cả nhóm được không? Mình selfie đi cho dạ. Thấy có chừng mình với mọi người lui lại được không? Hai cục đá mới chụp đủ. 2 3 2 3 2 3 Ok. Ok là. Rồi lên xe. Bye bye nha. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye. Vui nha. Bye bye. Lên xe. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Bye bye. Thank you very much. Thank you và chúc cho các bạn một tiếng Việt đi cho lẹ. Có những ngày tháng hạnh phúc sắp tới. Nhà trò chúng tôi đã rất là cảm ơn các bạn thì đã tham gia chương trình này. Cảm ơn nhà trò đã phục vụ. Có duyên gặp lại nha. Có duyên gặp lại. Tụi em sẽ rec 5 sao. Về Sài Gòn hỗ trợ anh báo chính quyền giúp anh nha. Lên giải cứu anh. Bye. 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 Rồi bây giờ chúng ta sẽ mời Tiểu Vi qua bên đây. Check in nha con. Ê, xuất trình chứng minh nhân dân đi. Dạ, chị đặt có bút phòng trước chưa ạ? Dạ rồi. À, cho xin chứng minh nhân dân nè. Phòng đi lắc. Giờ ta hết xài chứng minh rồi, người ta xài căn cước. Căn cước quên em rồi. Giỏi, tốt. Ok. Rồi, ta giúp chụp hình cho con. Ok. Ấn như đi con. Dạ. Rồi, đứa vô chung, chụp chung tắm. Ồ, hai đứa nó đẹp quá trời. Quê con ở đâu? Quê con ở Hội An. Rồi, ký Quảng Nam. Tìm Quảng Nam đi. Hôm qua bà Yến bà bứng nửa cái Việt Nam ra luôn. Rồi, rớt rồi. Ký đây đi. Ký hết nguyên tỉnh Quảng Nam luôn. Rồi, giờ mình lấy cái hình dán lên. Đã, sáng tôi dán đây rồi nè. Center luôn. Giờ vô sẽ lấy phòng cho hai đứa. Sau mình thay đồ, sau mình chơi trò chơi tiếp. Ok chú. Vi ở phòng này nè con. Vi ở phòng này, ở phòng to. Con ở phòng to á. Dạ. Bây giờ vậy nè, bây giờ rửa mặt đi rồi thay đồ thoải mái tự tin ha, ra lát mà ra mình nấu bếp. Dạ. Hợp lý không? Chứ sáng giờ mình chơi nhiều rồi. Dạ. Ok. Dạ. Có gì buồn phiền không? Dạ không ạ. Mà phòng xinh quá à. Ủa chú ơi, con còn nguyên cái phòng bự vậy luôn á hả?
Đúng rồi. Trời ơi, đã quá vậy. Chú ơi, tao có ngủ dưới nha chú. Ở đây có ai ngủ với em đâu, có mình em mà. Một mình em mà ngủ đây hả? Hả? Vi, Vi bên kia rồi. Vậy sao không cho hai chị em ở chung với nhau luôn. Nghỉ ngơi đi, thay đồ đi ha. Dạ. Rồi. Cảm ơn chú. Ừ. Giờ anh tới về anh phục vụ chủ đây. Hai. Khổ lắm. Về Sài Gòn nhớ báo chính quyền giúp anh. Ok, để em báo cho. Bây giờ vậy, Lady and Gentlemen, trưa nay mình sẽ ăn mì Quảng, gọi là mì gà đó. Ừ, dạ. Bây giờ phân công lao động, Phát sẽ ở đây phụ giúp anh, chú, còn hai con. Một đứa sẽ đi chặt cây chuối, dạ, để mình lấy cái lõi mình làm rau mình ăn mì gà. Dạ. Con đi, còn con là phải ra con hái cái rau cải xanh đó, với lại cái rau quế đó, trộn vô, xong cái mình làm rau mình ăn. Cây chuối ở đâu mà chặt? Cây chuối là nó ngoài phía sau. Bây giờ con cứ giờ có anh quay phim nào mà đàn ông xíu đó là anh chạy cho con. Dạ. Con rửa nằm ở bên chỗ cái dừa. Dạ. Đi thôi. Rồi làm việc thôi. Anh chặt chuối không? Em đi chặt chuối nè. Rồi ở đây mình làm gì anh? Mình sẽ đi hái rau. Đi chậm đi ơi. Đúng rồi. Đây đúng hồ. Đúng rồi. Em cắt em sợ nó tội nghiệp. Thì anh không phụ chú đi. Ở dưới đó gọi là cũng ít việc, có làm con gà không? Anh phụ ân đi. Gà này có tình yêu mới chưa? Em là lúc nào người em cũng tươi mới hết trơn á. Dạ. Ê, em kiếm mấy cái lá mà nó vậy nè, nó mới ngon. À vậy hả? Trời ơi, nhà của chú mà mình cứ ăn đại đi. Dạ, mấy cái này nè, như vậy nè mới ngon. Vi. Hả? Sắp tới là anh tính debut làm ca sĩ. À, rồi. Mà anh đang kiếm làm một bạn kiểu giống như là song ca với anh. Có nhạc sĩ đòi tặng bài cho anh luôn rồi. Em chỉ có thể hát một mình thôi, em không có nhu cầu hát với lại một người nữa. Dạ. Tưởng em cũng có mộng làm ca sĩ cái debut với anh. À, bên đây tươi nè. Ân đâu? Ân ơi, buồn chuối rồi, để lá anh chạy nha. Trời ơi, có chuối luôn nè. Ăn được không anh? Được, chú mình ăn mình được mà. Thiệt hả? Trời ơi, ngon quá vậy. Em thích ăn chuối lắm. Đi thôi. Anh làm hết đó chứ em có làm gì đâu. Em chỉ phụ thôi. Thơm chưa? Vô. Chú ơi. Ơi. Có chuối rồi nè. Trời ơi, gì ghê vậy? Trời, lấy cái lõi thôi. Lấy cái lõi thôi là xé nhỏ hơn nữa hả? Đúng rồi. Thì lột qua nữa thôi. Đi đi ơi. Có mấy cái lá mà cắt lâu quá. Cắt lại đi mày. Trời ơi, người ta kêu cắt cái chuối mà sao cắt cái đó? Ủa, ai biết đâu? Thì giờ mình lấy ra thêm thôi. Cắt lại đi. Đi ra cắt đi. Vì cái gì cái nét ganh ghét em. Cắt lại đi. Làm việc bước nào cũng nhanh hơn hết trơn. Ồ, làm nào cũng nhanh hơn ha. Bực mình ghê ha. Chơi cũng thắng nữa. Ừ. Tới nói mà cũng còn nói chậm nữa. Ừ. Rồi xong lấy ra lưỡi bà ra đi. Nhờ chị Lựu hỗ trợ đi. Có chị Lựu trong nhà. Thôi chú ơi, đừng để ân làm chú ơi. Con thấy là không được rồi. Ê, không có đâm bị thóc chọc bị gạo nha mày. Ân là bình thường đâu có làm đâu, ăn không à. Anh ơi, cái đó là em không dám nói nha. Em nói là em tự thấy bản thân mình nó hơi còn tệ hơn Ân nữa. Em cũng làm. Ừ. Nhưng mà làm ít hơn là đúng rồi. Không, bây giờ ví dụ mình không có làm tay chân được. Ủa, thì mình còn cái này không ta, cái này còn cắt được không anh? Hai đứa đếm sau rồi kia hả con? Thấy không, em thấy mấy người lớn tuổi không nói chuyện hay thọt thọt kìa. Cho con bào thử đi. Chị nó không? Tay trái. Con tay trái. Đó tay trái, bé này tay trái. Rồi xong lát trộn với cái rau mà hai bạn kia hái vô. Làm... Hai bạn kia bắt sâu chứ đâu có hái rau đâu chú. Ủa vậy hả? Dạ. Thơm quá à, đúng là rau thơm. Em đi trên có non mộc ô rầu bờ đường đều. Trời ơi, hát cho dữ em vô rồi, xong chưa? Em đi trên nón lá cầu tre. Tiếp, cầu tre gì? Hết thuộc rồi. Thêm mấy cái bên đây non cho ngon đi em. Không biết, trời ơi Vy ơi. Không biết, trời ơi Vy ơi. Không, người ta lấy nguyên lá này ra luôn. Nãy giờ mà chưa được biến rau luôn hả? Lấy được chỗ đó thôi hả? Dạ. Thiệt luôn á. Đúng là những người già người ta khó tính. Nãy giờ làm tiểu phẩm anh ơi. Người già lúc nào cũng tập cho 100% sức lực cho công việc hết. Đúng mình rồi. Là vừa làm vừa chơi nhưng mà hiệu quả. Rồi, giờ em tự ở đây đi nha, anh đi đây. Dạ.
Thì nãy giờ là thời gian dành cho em là hết rồi. Ủa? Do thời gian với dành thời gian cho Thiên Ân hả? Đúng rồi. Mỗi người ngất chứ. Số kỳ chứ trời. Dạ Ân ra luôn, ra đây chưa luôn. Anh bào thử không? Dạ Ân ra đây luôn. Hả? Tao đang bào chuối không, rồi. Ở ngoài đó từ giờ trở đi chỉ có mình em. Sợ ép nha. Không biết rau nào thì tự mà hỏi mấy anh đôi phim. Rau này là rau thơm hả anh? Em thử coi có thơm không? Em thấy nó bình thường. Nó có mùi. Mùi rau quế hả? Nếu là không có mùi lại bị Covid lần nữa rồi đó. Xong chưa rau kia đâu? Con nè. Trời ơi, có mấy cây cãi con đó thấy không? Nhổ lên luôn. Này hả chú? Ừ. Cãi này cãi... cãi... Này con lát con rửa 5-6 lần nước nha. Bỏ muối vô rửa 5-6 lần nước thì nó mới ái được. Dạ. Cái này không phải là tại mình làm lâu đâu mọi người. Mà tại vì á, mình phải lựa ra cái lá nào thơm ngon rồi mình mới cắt. Rau này giống nấu canh chua nè. Để cái này xuống dưới giải dạng gì vậy? Sợ bể cái bàn. Ôi trời trời. Có vụ bể cái bàn nữa. Mẹ em toàn bắt xuống đất giả không à. Anh ơi, anh ra đây anh hợp với rau hơn nè. Dạ. Thời gian dành cho em đã kết thúc rồi. Tiểu Vy ơi, mày biết hái không vậy? Đó, biết nè. Đang hái nè. Được rồi con, đủ rồi nè. Ăn. Được rồi chú ha. Làm phải chăm chỉ vậy nè. Làm phải vô là xong luôn, đỡ cần phải lật lật rau nữa. Rửa 4-5 lần đi con. Dạ. Gì mà cắt từng lá vậy bà ơi? Thì chán ghê luôn á. Ít thôi không? Không đó. Cho, đừng cho người già thấy. Miễn có thành phẩm cho chú ăn là được nè. Anh nghe em càm ràm cái gì vậy Vy? Nói chung là mình không hiểu được người lớn tuổi. Phải tập nha con, cái gì phải biết chút xíu hay chưa? Đâu rồi, lỡ đóng phim chụp hình á. Đúng là cái dài đó cần phải biết rửa rau, cần phải biết bào cái chuối là bên đây biết bào chuối rồi đúng chưa? Dạ. Yeah. Ủa mấy cái đó là cần người đóng thuế không chú? Không con. Thế cái đầu mình chứ thế. Sao rửa nhẹ tay con, rửa mạnh tay con nát hết rồi thấy không? Đem rau kia vô đây con bánh bèo kia. Dạ. Yeah. Bao giờ mới trưởng thành được? Không phải là vì con chưa trưởng thành mà vì chú già quá so với con. Nửa tiếng là được chừng đó đó thì không biết là sao mà sống được với mấy đứa này luôn á. Giống như mình đang đi khóa tu mùa hè. Cây quế mà nó để nguyên cây rồi ăn làm sao? Cái này là gì vậy chú? Trời ơi mấy đứa này làm rau thiệt. Tức mà thiệt. Được không chú? Chừng này ăn hay nhịn? Anh Phát anh kêu là chừng này 4 người ăn là đủ rồi. Gặp thằng làm biến nữa. Quá đu mùa hè. Quá đu mùa hè. Cô thử gì? Chú ơi. Ra lãi thêm mớ rau này nữa. Dạ. Chú em mà. Con có 1 phút thôi. Trời ơi, có một mình con là cực khổ nhất. Tiểu Vy ơi, hái nhiều nhiều nha Tiểu Vy. Mày có ăn rau không? Có. Có ăn rau thì ra tự hái đi. Trời ơi. Ê, nhiệm vụ mày mà. Vy nó hái từng lá khi nào mới đủ ta. Biết sao nó cung xử nữ anh, nên nó hơi kỹ một chút. Thiên Ân ra đây, ra đây hái rau với tôi đi. Rồi. Phát em giỏi cái này cho sạch đẹp coi Phát. Tôi không thích ăn rau sống gì nữa. Ừ, nhưng mà tôi không đi hái rau bao giờ. Là bà không đi hái rau bao giờ hả? Ừ. Chứ bà nghĩ tôi có, chắc tôi đâu có hái rau bao giờ đâu. Hay thôi mình nó. Ừ. Mình đang ở trong khóa tu mùa hè mà. Ngán ngán đi. Lẹ đi chứ không la nữa đó. Vì già khó tính. Trời ơi. Quần khi phái chưa đủ hả? Nó rớt xuống. Tao chán ghê luôn á. Thiệt thằng nào lấy con, thằng Phát là con nào lấy con Phát là tao nói xui suốt đời á. Rồi lau các bạn đi, lau các bạn đi. Đem này ra. Mình ăn luôn hả chú? Không, sáng mai ăn. Chưa nay nấu đồ ăn trưa để trưa ăn mà hỏi mình ăn luôn hả chú? Mấy đứa đừng chọc nữa, trưa nay chú căng thẳng lắm rồi. Chú có lường trước được tụi con thế này tụi con báo chú kiểu vậy không? Lần đầu như lần cuối nha con. Ủa chú cái này ông mới sen khỏi. Cái gì ta? Em biết thôi kệ đi. Ê mình hái hết. Thôi được rồi đó. Được rồi đó chứ hết. Hết rau mất công tự nghiệp chú. Ăn có hết đâu. Chú nói ý đúng với vị mì Quảng ngồi quê trong ăn luôn. Dạ.
rửa đó là bỏ lên trên cái rau đi con. Ủa, có mắm kìa. Con rửa bằng cái này này, con có đâu biết cái đó, trước đó cái đâu rồi để cái thau đã rửa những gì mà con tự nhiên quá con bỏ vô vậy. Hiểu không? Nấu đồ ăn mình phải kỹ. Cái này còn lo cho chồng cho con rồi chứ. Đói quá luôn á, thiệt tôi đói lắm rồi đó. Hàng gì nãy giờ thấy, thấy người già hơi cọc. Bánh tráng đâu? Vô lấy bánh tráng ở đây chú. Con. Giờ hỏi chị Lựu chú. Á. Cái chị tên Lựu. Đây ạ. À. Đố con chị tên Lựu thì chồng cái tên gì? Đạn Hạng. Hả? Hạng. Chị tên Lựu thì chồng cái tên gì? Hạc. Là gì? Hạc Lựu hả? Chồng tên Khải bình thường thôi. Ủa? Vô lấy bánh tráng ra đi. Ủa? Có nè, bây giờ này. Quay bánh tráng đây hả chú? Ờ đây nè, cũng không lên tiếng nữa. Ủa trời ơi, lỗi tại em, lỗi tại em. Có camera quay lại, lỗi tại em. Con đưa chú á. Lấy bóng đồ rửa. Anh đưa em luôn, em cầm ở đây. Em đang rửa bút, quay qua chửi em. Phát rồi. Rồi Vy, bưng đây lên. Em đang trong mắt tu Vy bưng hết đó lên. Bưng từng cái một. Dắp té là coi như đi về Sài Gòn luôn nghe chưa. Thôi đừng từng cái một. Dĩa rau bưng lên luôn nha chú ơi. Mấy đây call me old leo. Là đang nói tiếng Thái hả? Hát hả? Còn cái này con bưng lên luôn không chú? Không, có đó để chú múc xong chú bưng lên sao? Dạ. Đợi chú bưng không? Không, con đợi gà nữa con. Lớn tuổi rồi. Bởi vậy tính khó tính hay đổ thừa nữa. Cái đó không bưng được đâu, nó chụm xuống nó nè. Bưng lên nó chụm xuống nè. Hiểu không? Thấy không? Ở trên đây đi xuống dưới nó chửi nữa đó chưa? Đó. Thấy chưa sao Tiểu Vy nó thích chú ở trong cái trên á, lớn tuổi rồi chịu. Lớn tuổi rồi nãy đấy. Hồi nãy anh đã xi nhan đi được xuống thì vậy? Em trốn bên đây nè, tại vì anh phụ xong hết rồi, giờ chỉ còn đợi nó chín xong ý mình đậy vậy là che được rồi á hả? Rồi sao con Vy nó đứng chịu trận vậy? Chắc nó thích những trận chửi của chú. Nó bị ghiền với lại nó không biết có ai bị ghiền không xuống dưới đi. Sạc hơn cái đó, với lại nó không biết, bé khờ lắm. Giờ chú đại gì có một bên nữa chú. Bị chửi nữa giờ đó. Nè coi chuẩn bị nè. 5 Vy ơi Vy. 4 3 Vy ơi. 2 Ôi trời, chú cái con lên trên chơi đi. Thấy chưa? Chú đưa con lên luôn. Thấy chưa? Thấy chưa? Hay không? Em thấy chuẩn thấy không? Thấy chưa? Anh Giang bình tĩnh đi anh Giang ơi. Đuổi mấy rùi đi phát. Cái giọt đâu rồi anh? Ăn xong mà đưa Vy về Sài Gòn giùm ta cái. Thôi mà anh ơi, mấy đứa nhỏ nó còn mới thì mình chỉ nó. Chỉ nó nhiều lần rồi. Đợi cái này để nè. Lấy cái gì? Không, để con ruồi lên mà. Trời ơi, cái miếng dán ruồi hả? Không, có đó miếng dán. Em mượn đi anh. Bột cạp đó. Để miếng dán ruồi đó. Ủa, lần đầu tiên con thấy luôn á. Dạ, ở trong này là có gà hả chú? Gà đâu trong đó? Trong đó có nỗi đau của chú. Nhìn những giọt nước mắt trong đó. Gà mình đang nấu trong kia. Dạ. Đó chỉ là rau thôi. Ơi. Thực ra nó còn con thẩm kêu từ sáng chiều vậy đó. Ở đây là vùng quê nên là nó hơi rùi lắm chú. Không phải, tại vì bình thường nó không có, mà bên kia người ta trồng thanh long á, cái người ta làm phân á cho nên nó có rùi. Bình thường đâu có. Rùi ơi, ta bảo rùi này rùa. Rùi ra ngoài rùi chứ phải rùa. Rùi là thằng bay lai cam ở đây nè. Rùi ơi, ta bảo rùi này. Rùi ra là gọi ruộng rùi cày với ta. Cái kèm con gì nam gia, ta đâu rùi đấy. Em mà vẫn công. Rùi ơi, ta bảo rùi này, rùi đừng bay nữa. Rùi ơi, ta bảo rùi này, rùi lên xe lẹ về Sài Gòn giúp ta. Ở đây có một con rùi, mà sao nó lại bay hoài vậy ta? Wow, hay quá. Mấy đứa làm thơ đi, chú đi chị nước biển. Con rùi có một đôi cánh, có hai đôi cánh không phải con rùi. Trời ơi. Chim khôn, chim đậu cành dâu, rùi khôn, rùi đậu, ở ngoài giùm ta. Đó, cũng là một câu. Hay. Rùi khôn rùi đậu lên ở ngoài đầu. Lên nó dơ nha. Rùi khôn rùi đậu lên đầu thiên nhiên. Dơ nha. Nói nghe nè, em ít gặp anh Giang lại. Bây giờ anh cũng lớn tuổi rồi. Định. Em gặp anh thời gian đang trong máu đó. Xỉu. Cái gì? Hỗ trợ. Ok anh. Ân ơi, ta bảo mày nè. Mày ăn giùm hết đống rùi giùm nó. Vy ơi, ta nói mày nghe. Tao mà ăn hết tao con của mày. Ok trời, đối đáp luôn. Rồi, để coi nghĩ tiếp. Go. Rau vô. Cho miếng tráng phát. Rồi, thử giúp tôi đi, nặng miếng chanh vô. Những lúc mà thèm mà không có ai nấu thì quay vô nhà hàng chú ăn cũng được. Ngon quá à. Ừ.
Đúng rồi, nhỏ này biết ăn à. Anh cho em xin tụi sơ giấy đó. Em có banana chưa? Ừ, chưa. Ok. Rồi, em ăn chú. À, mời mọi người ạ. Kìa không? Dạ. Nước mắm này ngon nữa. Ừ. Con mặn dữ vậy? Dạ, vui vui ơi. Ngon quá à. Giống mùa quê không? Phải cho một miếng rau. Đi bài không? Ngon chú ơi. Khác của quê. Mẹ con cũng làm khác luôn. Nhưng mà con thấy ngon hay không thôi? Ngon ngon. Thật sự đây là nấu kiểu nấu mùa quê đó con ạ. À. Cái này nó gọi là giống mì. Nó không phải là mì ở Hội An mà nó giống mì ở cái mì quảng đó chú. Hả? Nó là cái mì ở đâu con quên rồi. Nhưng mà không phải là ở Hội An. Đúng rồi. Hội An con chưa phải là mì ngon nhất. Đúng chứ dạ. Sao biết hay vậy? Ừ, con có đi ăn mì chỗ khác rồi. Ừ. Mà không quên rồi. Ừ. Giống đang ngồi ăn bên cái trạm Cao Thế vậy. Xin phép miễn trầm nữa. Ủa chú ở đây thì có mấy phòng chú? Ba phòng đó chứ là một phòng hết đâu chú. Ở ngoài quê là người ta nấu kiểu da da vậy luôn ha. Không phải, mình bị gấp á. À. Người ta ăn da, người ta ăn gà chặt đi, tham cái đùi chi. Cũng anh múc cho em. Cũng anh múc. Nghe nói Vi thích ăn đùi. Nhìn cái mã khó chịu ha. Mặt kiểu kiểu khinh bỉ mình á. Nghe nói Vi thích ăn đùi. Thơ nữa hả? Thơ nữa đó. Nói Vi thích ăn đùi. Miếng đi dần bỏ cục luôn á. Đúng rồi. Nghe nói Vi thích ăn đùi. Hả? Nữa hả? Thôi, bỏ qua đi. Mình anh có muốn gặm cùi cùng em? Trời. Ok không chú? Không. Ôi dạ, cái cùi nè. Nó thích ăn đùi. Nghe nói Vi thích ăn đùi. Thôi bỏ qua đi. Đúng. Làm ơn hả? Nghe nói Vi thích ăn đùi. Hay là ăn đỡ cái đùi với phim? Vậy thì cái miếng này chùi. Cái miếng nào chị? Miếng gì? Từ đây tới tối cũng còn. Từ đây tới tối em cũng nghĩ là được. Nghe nói Vi thích ăn đùi. Đúng rồi. Vi mà nói nữa lên phường nha Vi. Giờ này thích thơ vậy. Hồi nãy giờ mọi người nói xong cái bị dính luôn á. Dính luôn hả? Em dễ bị dính quá hả? Hôm nay nói nhiều thơ quá hay là ngày mai mình nói tiếp ta? Wow. Quá ngon. Quá ngon. Hết to rồi chú ơi. Chú cũng hết luôn rồi. Về với tuổi thơ là nơi mà em đã ước mơ. Nhà cho Destiny. Con có quên không con? Nói cho nghe. Kịp, kịp nè. Chơi năm nào đánh tay. Năm ngoái cũng có chú đánh tay. Năm nay đánh tay. Đâm lại bài này. Chịu hạt mưa không được. Chịu hạt mưa thì sao? Không hạt nào rơi nhầm chỗ đó. Những người ta gặp. Không bao giờ là sai. Không bao giờ là ngủ nhiên. À không bao giờ là ngủ nhiên. Là anh Thái nói gì với em đó rồi? Đổi chủ đề. À, anh nói gì với em đi. Anh thì em thấy như vậy tại vì anh ở cái thế hệ nó gần với em hơn. Ví dụ nãy là những cái chia sẻ của anh Giang nó ở cái thế hệ là anh Giang anh sống lâu năm hơn mình rồi, anh có những cái góc nhìn nó khác.